Dạ. Ai chú chị nhá chẳng tại chiều hết miệng. Ai miệng để to chè to này nó phải theo quá tại. Ta từ nhà ra đấy. Một tập tán thế này là muốn kẹo mình tu thì có hiểu đấy à. Thế là khi mình diễn ra phải phá chai như này nãy con nuôi cái một tải hay tôi một mạng cả. Gì đó? Cười ảnh của ta mà nó ảnh. Chúng ta còn phải cái gì con? Còn ăn bằng áo thôi. Dạ. Dạ mà. Tiêu cua này. Có tiêu này những hai người con á. Còn riêng có cuốn bằng tựa áo hay kiểu kia nó lười đấy cả hai người con. Tốt nha tầm này hẳn rồi không ta. ví dụ ha mà nhiều còn hơn nhau mới đi tàu phải này có phải nhiều kia phải hát phải nhiều ấy ta phải sống đi cũng tề ai khét lại thấp vô đi vậy biết mà hàng mãi nào điền quảng này điền điền tại xem mặt tại hàng quê chả cứ mua những đoạn bò cái mình tu vậy tên cái này là cái mình tu nếu nhà mình ý sẽ có một cái gì nhật tề bố hiu mà tầm nhiên là tầm nay là quen như này nãy hiu tại chú chị nhá chẳng tại cháu hết miệng kỷ niệm nếu mà miệng là to chè to áp kia nên lại thôi nhé lúc nào mà tỏi u tòng cú lại đón hoa mày nó phải theo tại nào thế ai như này nhà hát toàn tỏi theo hiện đấy ta muốn kiếm cần gì người mạng phút 10 em toàn với thôi đi dáng ăn rồi việc thật điên bồi luôn, nhưng anh nghe này có này hiểu vui cái gì đấy. Hôm hát ta mà heo ngã tiếc nha ngó, có miền tây mình mày cái này ngó mà chịu mà hắng đi nên cái mày heo ngã. Lúc rồi sẽ có lối phản tu vừa chán này vừa luôn. Là thâu cái nhang tôi mình mảng cái này là con với hai con. Còn bao nhiêu con đó? Cô em chơi đeo mày hết đấy chơi đeo mày luôn đeo mày nó bậy luôn ta thì nhà ngay đi học quá lo nè, nó tao tạt cả nay nè, tao hết đấy, nó mình lo về nè, tao hết đấy. Ủa, là khi nào cô lại kêu mà không vô, nó phải tao hết gì?